đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng. Thưa quý vị, chứng rối loạn về ăn uống, dù là ở mức độ nặng hay nhẹ, thì nó cũng đều là những vấn đề về bệnh lý và tâm lý nghiêm trọng. Vấn đề này thì nó liên quan đến việc mà chúng ta ăn uống hàng ngày thất thường, và thường thì chúng ta sẽ không để ý đến nó cho đến khi căn bệnh này nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay, trước khi đến với chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này, thì Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây nhé. Rối loạn ăn uống là bệnh liên quan đến thói quen ăn uống bất thường. Người mắc bệnh này thường hay đau khổ hoặc lo ngại về vóc dáng và cân nặng của cơ thể. Hầu hết các rối loạn ăn uống đều do chú trọng quá nhiều vào cân nặng, hình dáng hay thực phẩm, dẫn đến chế độ ăn uống không đúng cách. Chế độ này có thể làm cho cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Bệnh thường gặp ở thiếu nữ, tỷ lệ là 0,5% đến 1%, gấp 10 lần đến 20 lần so với nam giới. Thường khởi phát ở độ tuổi 10 đến 30, cao nhất ở tuổi 17 đến 18. 85% số ca khởi phát ở tuổi 13 đến 20, tỷ lệ rất thấp ở trẻ em dưới 10 tuổi. Vào những năm gần đây, trong các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận ngày càng nhiều những ca chán ăn. Tuy nhiên, sự hiểu biết về rối loạn này còn hạn chế, nên người nhà bệnh nhân gặp khá nhiều khó khăn trong việc giúp đỡ cũng như đồng hành cùng bệnh nhân. Mặt khác, trong thời gian gần đây tại Việt Nam, mình hạt xương mai luôn là điều mơ ước của các cô gái. Vì vậy, một lần nữa, điều này có thể làm tăng tỷ lệ do rối loạn ăn uống. Sau khi chúng ta xem đoạn phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng nhận thấy được sự nguy hiểm của căn bệnh rối loạn về ăn uống đối với sức khỏe cũng như là tâm lý của mình, đúng không ạ? Và có một điều chúng ta cũng nhận thấy, đó chính là tỷ lệ mà mắc phải chứng rối loạn về ăn uống này thì đa số là gặp phải ở các bạn trẻ vị thành niên. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một lứa tuổi mà các bạn ấy thay đổi rất là nhiều về sinh lý, về tâm lý, đặc biệt là các bé gái, ai cũng rất là chú trọng về ngoại hình của mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện để hiểu rõ hơn về vấn đề này cùng với chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiên đến từ bệnh viện FB. Xin chào chị ạ. Chào Ngọc Nhi và chào các bạn khán giả ở chương trình tư vấn sức khỏe tiêu dùng. Thật ra trước giờ đối với Ngọc Nhi thì cái chứng rối loạn về ăn uống, em nghĩ nó chỉ là một cái hội chứng thường thấy thôi, em không nghĩ nó là bệnh. Nhưng mà trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, Ngọc Nhi có tìm hiểu và cũng biết đây được xem là một căn bệnh à. Vậy thì trong y khoa chúng ta định nghĩa như thế nào về căn bệnh rối loạn ăn uống Chứng rối loạn ăn uống thì bao gồm một nhóm các rối loạn khác nhau, ví dụ như là chán ăn tâm thần, chứng cuồng ăn vô độ, hoặc là chứng ăn dở, hoặc là ăn bậy. Ở trong cái chứng rối loạn ăn uống này thì các bạn vị thành niên hoặc là mình sẽ gặp nhiều ở những cái bạn ở đầu tuổi trưởng thành. Ngoài ra đó, khi mà những cái người mà có mắc chứng rối loạn ăn uống thì mọi người sẽ thường bỏ ăn hoặc là sử dụng nhiều thuốc sổ, thuốc nhuận tràng để có thể là ói ra những đồ ăn mà mình đã ăn, hoặc là tập thể dục thể thao hàng giờ. Vậy thì cái chứng rối loạn ăn uống này nó không chỉ là đối với những bạn mà bị béo phì và muốn giảm cân hay là ám ảnh về cân nặng của mình, mà thật ra nó nói nhiều hơn về cái tinh thần của các bạn nữa. Có những bạn có cái tâm lý là bởi vì chúng ta đã ốm rồi nhưng mà sao lúc nào cũng cảm thấy mình mập hết trơn, đúng không chị? Có nghĩa là nó sẽ có nhiều mức độ, nhiều cái tình huống, trường hợp khác nhau. Dạ đúng là như vậy. Thật ra là nguyên nhân của chứng rối loạn uống thì bao gồm rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như là có thể do di truyền hoặc là do các rối loạn trao đổi chất. Tuy nhiên đó thì mình cũng nghiên cứu rằng phần lớn có những cái nguyên nhân về tâm lý xã hội gây ra. Ví dụ như là những sức ép liên quan từ phía trường học. Ví dụ như là trong thời buổi hiện nay các bạn biết đó, thì các cái sức ép về điểm số hay là thành tích, mức độ mà các bạn đi học thêm cũng khá là nhiều. Về lịch học khá là dày dặn, chính vì vậy mà các bạn ấy rất là mệt mỏi trong việc mà phải thành công trong học đường. Tiếp theo đấy là những sức ép liên quan về gia đình và về xã hội nữa. Bởi vì trong xã hội hiện nay thì các bạn trẻ luôn luôn mong muốn có một cái vóc dáng mảnh mai, hoặc là có những cái gọi là hình ảnh cơ thể đẹp trong mắt người khác. Chính vì vậy thì đó cũng là một trong những cái điều ảnh hưởng rất nhiều đến cái nguyên nhân gây ra chứng rối loạn ăn uống. Vậy thực ra thì nhìn chung thì cái căn bệnh rối loạn ăn uống này nó có thực sự nguy hiểm không ạ? Thật ra thì chứng rối loạn ăn uống nó khá nguy hiểm nếu như mà chúng ta không hiểu được cái mức độ và tình trạng của nó, bởi vì có khoảng 8-15% số ca đã tử vong. Phần lớn đó thì các ca này khi mà gặp chứng rối loạn ăn uống, các bạn gặp rất là nhiều các khó khăn liên quan về triệu chứng cơ thể, ví dụ như là nhức đầu này, mệt mỏi thường xuyên, mất tập trung, hoặc là các bạn ấy sẽ bị giảm cân nặng khá nhiều liên quan về các rối loạn. Ví dụ như là nếu mà chứng này khởi phát trước dậy thì đó, thì đối với các bạn nữ, các bạn ấy sẽ bị chậm phát triển về tâm lý xã hội, ví dụ như là mất kinh, không thể phát triển đến vú, hoặc là đối với các bạn nam thì không thể là phát triển về các bộ phận sinh dục. Mặt khác thì cũng có thể là phát triển lông tơ trên cơ thể rất là nhiều, hoặc là bị rụng tóc,
hoặc là có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch hoặc là kháng thể ở trong cơ thể. Rõ ràng mình nghĩ nó chỉ là một cái việc ăn uống bình thường thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe và tâm lý. Không phải tự dưng mà mình đọc báo rất nhiều, mình thấy là các cô người mẫu ở nước ngoài sau khi mà họ giảm cân nhiều quá và họ bị chứng biến ăn, sau đó là kiệt sức và họ qua đời luôn. Đây là một điều rất là nguy hiểm. Vậy thì cái nguyên nhân dẫn đến cái chứng rối loạn ăn uống này là từ đâu ạ? Thật ra thì nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn ăn uống gồm có rất là nhiều. Ví dụ như là có những cái nghiên cứu chỉ ra là yếu tố di truyền hoặc là trao đổi chất. Hoặc là hiện nay thì các nhóm nhà tâm lý cũng nghiên cứu rằng các yếu tố liên quan về tâm lý xã hội cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất nhiều về chứng này. Lúc nãy khi mà chúng ta xem đoạn phóng sự thì chúng ta thấy là các bạn trẻ ở tuổi vị thành niên là sẽ mắc cái chứng rối loạn ăn uống này là đa số, và đặc biệt là các bạn nữ nữa. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể chẩn đoán được chứng bệnh này nếu như mà chúng ta có con em đang trong độ tuổi này ạ? Một vài dấu hiệu nhận biết mà chúng ta có thể thường thấy đó là các bạn ấy sẽ giảm khoảng trọng lượng cơ thể khoảng 15%, hoặc là chưa bao giờ đạt đến 85% trọng lượng cơ thể theo mức mong đợi. Tiếp theo đó là các bạn ấy luôn lo lắng về hình ảnh cơ thể của mình, và mặc dù thấy mình vẫn gầy, đã gầy rồi nhưng mà vẫn thấy là mình mập và tiếp tục chế độ ăn kiêng hoặc là tập thể dục thể thao hàng giờ. Vậy nếu như mà mình đã phát hiện con em mình hoặc là chính bản thân của mình đã mắc phải cái chứng rối loạn ăn uống này thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào ạ? Nếu như mà chúng ta nhận thấy rằng là những người thân xung quanh hoặc là bạn bè chúng ta có mắc chứng rối loạn ăn uống, điều đầu tiên chúng ta nên nghĩ tới đó là cho mọi người tới thăm khám với cả bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ tâm thần và cả chuyên viên tâm lý. Chúng ta cần phải kết hợp những người làm chuyên môn này thì cái hiệu quả nó mới có thể là diễn ra tốt đẹp được. Và tiếp theo đó là có một vài nhỏ dành cho gia đình, đó là chúng ta không nên đặt quá nhiều những cái comment hoặc là những cái nhận xét về ngoại hình, bởi vì điều này vô hình chung làm cho các bạn cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều về cái trọng lượng cơ thể của bản thân mình. Đó là cách điều trị, nhưng mà em nghĩ quan trọng hết vẫn là chúng ta phòng ngừa và ngăn cái chứng này. Đó là từ cái tâm lý là hơn hết, đúng không chị? Vậy thì chị có những cái lời khuyên nào dành cho những ông bố bà mẹ nếu như mà đang thấy con mình bắt đầu có những cái dấu hiệu này rồi thì chúng ta nên là chăm sóc hay như là dạy dỗ và khuyên răn như thế nào ạ? Thật ra thì chứng rối loạn ăn uống đấy là một trong những cái khó khăn liên quan về tâm lý. Chính vì vậy mà các bạn cũng có thể gặp rất nhiều những căng thẳng và lo lắng nữa. Có thể gia đình nên dành thời gian trò chuyện với con em của mình. Tiếp theo là nếu như mà chúng ta cảm thấy những khó khăn và trong cái tình trạng đã quá nặng, chúng ta có thể tìm đến các nhà chuyên môn, ví dụ như là bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý và cho cả những thăm khám về bác sĩ dinh dưỡng nữa. Tiếp theo thì chúng ta nên có cái chế độ học tập và làm việc hợp lý, bởi vì điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến trình điều trị trong chứng rối loạn ăn uống. Thực sự thì chúng ta cũng đã từng trải qua cái lứa tuổi vị thành niên đó, và em biết một trong những nguyên nhân mà nó khá phổ biến đó chính là việc chúng ta có những idol, những thần tượng, ca sĩ. Mình thấy là họ tại sao họ xinh như vậy, mình muốn mình giống như vậy. Họ để tóc làm sao mình để tóc giống vậy, họ gầy như thế nào mình muốn gầy như vậy. Cho nên là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái đời sống tinh thần của các bạn và cái văn hóa, những thứ mà các bạn tiếp nhận nữa. Nhưng mà có một cái thắc mắc là em không biết là nếu như mà các bạn đã bị chứng rối loạn ăn uống này rồi và sau khi được bố mẹ đưa đi điều trị, sau đó thì nó có thể tái phát lại hay không ạ? Thật ra thì chứng rối loạn ăn uống có thể tái phát, và điều này thì chúng ta nên lưu ý, bởi vì là cái chứng rối loạn ăn uống nó sẽ dễ dàng tái phát hơn khi mà người bệnh nhận thấy rằng họ vẫn quá mập và họ luôn luôn quan tâm về cái hình ảnh cơ thể của mình, thì lúc đó chứng rối loạn ăn uống có thể khởi phát. Hoặc đôi khi những nguyên nhân tâm lý các bạn gặp rất là nhiều, ví dụ như là căng thẳng hay stress liên quan về vấn đề học tập hoặc là các vấn đề về mối quan hệ xã hội, thì chứng rối loạn ăn uống có thể tái phát. Thường những cái ca điều trị tâm lý mà chị đã gặp phải thì chị thấy là mất cái thời gian bao lâu để có thể giúp các bạn ấy vượt qua được ạ? Thật ra đó thì mình rất khó để có thể đưa ra được một cái thời gian chính xác của việc điều trị rối loạn ăn uống hay là chứng chán ăn tâm thần mà mình nói cụ thể ngày hôm nay là diễn ra trong vòng bao lâu. Điều này nó sẽ tùy thuộc vào từng bạn. Ví dụ như có thể có một vài bạn thì mình sẽ làm việc trong vòng 2 tháng nhưng với tần suất rất là nhiều, một tuần 3 buổi và mỗi buổi 45 phút tới 1 tiếng. Hoặc là đối với những bạn mà lâu hơn thì chúng ta cần phải tính theo hàng năm. Ở Việt Nam thì hiện tại chưa có cái trung tâm điều trị về rối loạn ăn uống, nhưng mà ở các nước phát triển ví dụ như là Mỹ và Pháp thì những trung tâm rối loạn ăn uống đã được hình thành rất nhiều. Và các bạn ấy có thể là điều trị nội trú ngay tại trung tâm luôn. Em nghĩ có lẽ là do cái việc mà ở Việt Nam của mình nó chưa nhận thức rõ về đây là một cái căn bệnh và cái mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Và chúng ta thấy rõ ràng là quan trọng hơn hết cái việc mà giúp cho các bạn có thể điều trị nhanh hơn thì cần phải có sự giúp đỡ của gia đình và sự đồng hành của bố mẹ. Và bây giờ chốt lại chương trình ngày hôm nay thì em muốn chị Thu Hiên có thể chia sẻ với quý vị khán giả rằng là làm cách nào để mình có thể có một cái đời sống tinh thần thật là lành mạnh và tránh khỏi cái căn bệnh rối loạn ăn uống này ạ?
Thật ra đối với mình để có một cái đời sống tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh cũng không phải là có hy vọng hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng mà mọi người có thể là giữ được một trạng thái vui vẻ, như là các bạn nên có một cái chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tiếp theo đó là các bạn nên mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, và đặc biệt mình rất là mong muốn dành lời khuyên cho những người đó là nếu mà các bạn có người thân hoặc là bạn bè có những cái triệu chứng liên quan về rối loạn ăn uống thì chúng ta nên hạn chế đưa ra những cái lời khuyên hoặc là nhận xét về ngoại hình, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của các bạn. Vậy thì để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn làm cách nào để chúng ta có thể có được một cuộc sống sinh hoạt thật là lành mạnh thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo của chương trình Mẹo Vặt Cuộc Sống. Bạn không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn uống kham khổ đâu. Bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng như có thể kiểm soát cân nặng của mình một cách hiệu quả. Nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ, cân đối, điều độ, đa dạng và an toàn. Cân nhắc khi chọn thức uống, các đồ uống như nước ngọt, trà sữa, nước trái cây, tăng lực, cà phê và rượu sẽ làm thêm năng lượng giống như thức ăn. Bất cứ khi nào có thể, hãy thay thế các đồ uống trên bằng những cốc nước lạnh nhé. Hạn chế các loại trái cây ngọt, ăn vừa đủ các loại trái cây ít ngọt, khoảng 100g trên một cử, ngày 2-3 lần. Tăng cường rau xanh mỗi ngày, nên ăn một chén canh rau hoặc một dĩa rau luộc trước bữa ăn chính. Không bỏ ăn sáng và nên ăn bữa ăn sáng hợp lý. Hạn chế ăn khuya sau 20 giờ. Hạn chế thực phẩm giàu béo, nhiều muối như là thức ăn nhanh. Nên tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ. Mỗi bữa ăn kéo dài ít nhất khoảng 20 phút, nhai kỹ trước khi nuốt. Nên ăn tại nhà và khuyến khích trẻ tham gia cùng nấu ăn, nhằm hạn chế thời gian ngồi tại chỗ, giảm thời gian ngồi trước màn hình trên 2 giờ một ngày. Tập thể dục, đi bộ nhanh, đạp xe, cầu lông, nhảy dây hay aerobic mỗi ngày từ 30 phút đến 60 phút. Thưa quý vị, có lẽ là với những cái thông tin và những cái sự tư vấn vừa rồi của chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiên đến từ bệnh viện FV thì chắc chắn là quý vị cũng đã phần nào hiểu rõ hơn về chứng rối loạn ăn uống cũng như là chúng ta sẽ có những cái phương pháp phòng tránh và điều trị kịp thời. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi tin chắc rằng là với những chia sẻ và những tư vấn, những thông tin hữu ích từ chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiên đến từ bệnh viện FV thì quý vị khán giả cũng phần nào đã hiểu rõ hơn về chứng rối loạn ăn uống và chúng ta sẽ có được cách phòng ngừa cũng như là điều trị kịp thời. Ngày hôm nay rất cảm ơn chị đã dành thời gian cũng như dành những lời chia sẻ với khán giả của Tư vấn Sức khỏe và Tiêu dùng ạ. Cảm ơn Ngọc Nhi và cảm ơn các bạn khán giả của chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tư vấn Sức khỏe và Tiêu dùng cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.